vào đầu của mình vừa mới làm thủ tục sân bay xong, hiện tại đang đi đến cửa số 11. Tại bây giờ là mới chỉ có là 5:30 thôi các bạn. Cảm giác là các bạn đồng hồ là phía trước chúng ta đây là toàn cảnh sân bay thứ nhất mà sân bay này thì chở thành công của đoàn đã đi qua trong một